Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật trong suốt những giờ qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Vừa qua, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh hàng chục xe máy di chuyển với tốc độ cao, gây mất trật tự công cộng tại khu vực ngã tư Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội lúc nửa đêm. Đoàn xe không chỉ phóng nhanh, lạng lách mà còn liên tục hò hét, nẹp bô ở Mỹ, khi đến ngã tư Trần Hưng Đạo Bà Triệu, nhóm thanh thiếu niên này lao vào một cô gái đi xe máy đang dừng chờ đèn đỏ. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân bị hất văng, thiệt mạng tại chỗ. Ngay sau khi nhận được thông tin, công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với các đội nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tối ngày 3 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàn Kiếm triệu tập một số đối tượng, đồng thời tích cực truy bắt các đối tượng còn lại để điều tra làm rõ. Khoảng 19 giờ 30 phút tối ngày 2 tháng 11, đám cháy phát ra từ căn hộ ở tầng 20, block A3 của chung cư The Eretal, Đức Khải, trên đường 15B, Nguyễn Lương Bằng nối dài, phường Phú Mỹ, quận 7, khói sau đó bốc nghi ngút, cao hàng chục mét, lan sang nhiều căn hộ cùng tầng. Anh Quốc Anh, 19 tuổi, cư dân chung cư chia sẻ rằng, thời điểm đám cháy bùng phát, cột khói đen bốc lên cuồn cuộn, hàng trăm cư dân được sơ tán xuống mặt đất an toàn. Chị Trần Diễm, cư dân chung cư cho hay, chị vừa từ tầng hầm gửi xe đi lên, thì bất ngờ nghe tiếng chuông báo cháy, sau đó một tòa nhà bị cúp điện. Chị Diễm nói, lúc đó tôi nghe nhiều tiếng la hét, họ hô hoán nhau chạy đi, rồi tôi thấy nhiều xe cứu hỏa đến trước chung cư. Nhận tin báo, gần chục xe chữa cháy, xe thang, cấp cứu được điều đến hiện trường. Theo ghi nhận, do hiện trường ở tầng cao nên lực lượng chức năng mất nhiều thời gian để tiếp cận. Đến 20 giờ 30 phút, hỏa hoạn được khống chế, lính cứu hỏa đang dùng đèn pin vào các căn hộ lân cận để kiểm tra, phòng trường hợp có người mắc kẹt. Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đã được cơ quan chức năng điều tra và thống kê. Theo kết luận điều tra trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh, ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã qua đời, bị cáo buộc nhận 10 tỷ đồng của đại gia Nguyễn Cao Chí, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc công ty Sài Gòn Đại Ninh. Bị can Nguyễn Cao Chí khai có mối quan hệ thân thiết với ông Trần Văn Minh do học cùng lớp nghiên cứu sinh. Biết ông Minh là người ký kết luận thanh tra kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh, bị can trí gặp ông Minh trao đổi về việc muốn mua lại dự án và nhờ ông Minh xem xét cho gia hạn dự án. Ông Minh đồng ý giúp bị can trí và hướng dẫn bị can trí làm đơn của công ty Sài Gòn Đại Ninh gửi lãnh đạo chính phủ để thanh tra chính phủ có căn cứ giải quyết. Quá trình gửi đơn kiến nghị, bị can trí được ông Minh hướng dẫn nhờ lãnh đạo chính phủ có ý kiến với ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực chính phủ giao cho thanh tra chính phủ xem xét, giải quyết, tạo sức nặng cho ông Minh đề xuất thành lập tổ công tác xác minh đơn kiến nghị cho gia hạn dự án. Quá trình xin các thủ tục này, bị can Nguyễn Cao Trí đã liên hệ gặp, đưa tiền cho các cá nhân tại thanh tra chính phủ và tỉnh Long Đồng để giúp bị can trí không bị thu hồi và được gia hạn dự án trái quy định của pháp luật. Trong đó, bị can trí đã hẹn gặp ông Trần Văn Minh và đưa cho ông Minh 8 tỷ đồng tại nhà riêng của ông Minh, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó bị can trí tiếp tục đưa cho ông Minh 2 tỷ đồng thông qua con trai ông Minh tại khu vực gần nhà riêng ông này. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án sai phạm tại dự án Đại Ninh. Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Cao Chí, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh tội đưa hối lộ. Theo kết luận, ngày 30 tháng 12 năm 2010, Công ty Sài Gòn Đại Ninh được cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án Đại Ninh quy mô gần 3.600 ha tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, với tổng số vốn đầu tư là 25.243 tỷ đồng. Thời hạn từ năm 2010 đến năm 2018. Tuy nhiên, cho đến năm 2019, công ty không có năng lực tài chính để triển khai dự án. Khi thanh tra chính phủ thanh tra công tác quản lý sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn tháng 1 năm 2013 đến tháng 6 năm 2018, đã chỉ ra các sai phạm của công ty thuộc các trường hợp thu hồi đất chấm dứt hoạt động của dự án. Ngày 12 tháng 6 năm 2020, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra số 929 kiến nghị thu hồi đất, chấm dứt hoạt động đầu tư tại dự án Đại Ninh. Khi đó, bà Phát Thị Hoa, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Sài Gòn Đại Ninh, thỏa thuận chuyển nhượng doanh nghiệp dự án cho ông Nguyễn Cao Trí, đồng thời làm các thủ tục kiến nghị về kết luận thanh tra trên. Theo kết luận, quá trình làm việc với các cơ quan chức năng liên quan đến dự án Đại Ninh, Ông Chí đã đưa tiền cho các bị can tại thanh tra chính phủ và tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an nêu, các bị can thực hiện các hành vi sai phạm, thúc chí đạt được mục đích thay đổi kết luận thanh tra số 929 từ chấm dứt hoạt động thu hồi đất của dự án thành không thu hồi cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện dự án. Theo kết luận số 1033 ngày 30 tháng 6 năm 2021, trái quy định của pháp luật từ đó, bị can trí đã chuyển nhượng lại dự án Đại Ninh cho tập đoàn Novaland, thu lợi số tiền 2.700 tỷ đồng. Ở mỗi giai đoạn liên quan đến dự án, ông Trí đưa tiền cho các cá nhân với những mục đích khác nhau. Trong đó, ông Trí đưa 2,1 tỷ đồng cho ông Trần Đức Quận, cựu bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng, đưa 4,2 tỷ đồng cho ông Trần Văn Hiệp, cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, để được cho thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty Sài Gòn Đại Ninh. Ông Chí còn đưa cho ông Trần Văn Minh, khi đó là phó tổng thanh tra chính phủ, số tiền 10 tỷ đồng. Do ông Minh đã chết nên cơ quan điều tra không xem xét hành vi đưa hối lộ về số tiền này của ông Chí. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng ngày 3 tháng 11 đến đêm 4 tháng 11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có rông. Cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa từ 80 đến 200 mm, có nơi trên 350 mm. Nguy cơ rất cao xảy ra mưa tần suất lớn trên 150 mm trong 6 giờ. Ngày và đêm mùng 4 tháng 11, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An cũng có mưa vừa, mưa to và giải rác có rông. Cục bộ xuất hiện mưa rất to với lượng mưa từ 30 đến 70 mm, có nơi trên 120 mm. Sang ngày và đêm mùng 5 tháng 11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to cục bộ xảy ra mưa rất to và rông với lượng mưa phổ biến 70 đến 150 mm, có nơi trên 300 mm. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định mưa lớn ở các tỉnh miền Trung có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày và có khả năng mở rộng xuống đến Bình Định. Do ảnh hưởng của mưa lớn nên dự báo từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 11 trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng xuất hiện một đợt lũ lớn. Trong đợt lũ này mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn sâu, Ngàn Phố Hà Tĩnh các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi lên mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3. Hạ lưu sông La Hà Tĩnh và các sông ở Bình Định lên mức báo động 1, báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, đô thị, thành phố và các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định, đặc biệt lưu ý các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, đề phòng lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi từ Nghệ An đến Bình Định. Riêng tại Thừa Thiên Huế, thông tin ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa phát đi cảnh báo về nguy cơ lũ lớn, ngập lụt trong những ngày tới. Theo đó, dự báo từ chiều tối ngày 3 đến 9 tháng 11, trên địa bàn tỉnh có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 500 đến 850 mm, có nơi trên 1.000 mm. Đây là đợt mưa rất phức tạp, kéo dài nhiều ngày, mưa tập trung mạnh nhất từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 11.